Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ribarin được sản xuất tại Apimed. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ribarin cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Ribarin Ribavirin 400mg Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Ribarin Viêm gan A, B, C do virus, herpes zoster, herpes simplex, rút ngắn thời gian bị cúm các bệnh virus ở trẻ em, sởi, quai bị, thủy đậu, hợp bào hô hấp. Chống chỉ định khi dùng thuốc Ribarin. Suy thận nặng, CLCR nhỏ hơn 30ml trên phút. Thiếu máu mạng tính, hòa bình nhỏ hơn 10 giờ trên dữ liệu. Thai kỳ, mẫn cảm với thuốc. Liều dùng và cách dùng thuốc Ribarin. Người lớn, viêm gan A800mg trên ngày, chia ra nhiều lần 10-10 đến 14 ngày. Viêm gan 800 đến 1200 mg trên ngày, chia 3 đến 4 lần 16 tháng đến 1 năm. Herpes zoster trên Simplex 800 đến 1200 mg trên ngày, chia 3 đến 4 lần 17 đến 10 ngày. Dự phòng tái phát Herpes sinh dục 400 mg trên ngày, chia 1 đến 2 lần 16 tháng. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Ribarin. Sơ gan, suy thận tiến triển, thiếu máu, ngưng điều trị trong 2 tuần nếu cải thiện thiếu máu, dùng liều như cũ, nếu không, giảm bớt 200mg trên ngày. Tác dụng phụ của thuốc Ribarin Thiếu máu tán huyết nhẹ, đau cơ, buồn nôn, mệt mỏi và ngứa, hồi phục sau khi ngưng điều trị. Tăng bilirubin, axit uric huyết thanh, rối loạn tiêu hóa, TKTVK. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc. Khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ribarin, đồng thời biết cách sử dụng Ribarin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham